Nhiều năm qua thì người dân tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội rất bức xúc trước việc quy hoạch treo của dự án cụm trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn phường. Hệ quả là người dân phải chấp nhận sống trong cảnh lụp xụp tạm bợ vì nhà cửa không được sửa chữa và xây dựng mới. Cả cuộc đời cống hiến cho nhà máy cơ khí số 5, bà Thỏa được doanh nghiệp cho thuê lâu dài căn hộ này. Mấy chục năm sinh sống, căn nhà này đã xuống cấp nhưng gia đình không được sửa chữa vì nằm trong dự án treo. Phải hơn chục năm rồi, tôi cũng không về năm chính xác thì tôi không nhớ, nhưng mà có nghĩa là cuộc sống của chúng tôi là quá khổ. Bây giờ như là không được sửa chữa, không được xây dựng, cho nên là rất là khổ. Ở thì tạm thời điện nước thì nói chung là nhà nước thì có nước sạch nông thôn vừa rồi thì người ta cũng cấp nước cho rồi, cấp nước sông Đà đi rồi. Thế nhưng mà có nghĩa là sửa sang là không được ở, nhà nó chật chội mà mấy thế hệ ở của một cái nhà, cho nên là rất là khó khăn. Cuộc sống của bà Thỏa cũng là hoàn cảnh của hàng trăm hộ dân tại tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Con treo thì nói chung là chúng tôi thì nói chung là nhà cửa các chị biết này, ngập lụt từ năm 71 hay là từ năm 84, nước lên đến lưng nhà, đến trong nhà phải đến ngực chúng tôi, mà không có cái gì cả, mà nhà thì rất là rột nát. Được biết, cuối năm 2006, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định số 226 về việc quy hoạch chi tiết cụm trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề tại xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm. Theo quyết định, gần 69,2 ha đất ruộng và đất nhà ở của nhân dân xã Tây Mỗ Xuân Phương nằm trong dự án. Từ năm 2010 đến năm 2011, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư đã triển khai đền bù hỗ trợ được 77 hộ dân. Nhưng cũng từ đó, các hộ dân tại đây không được chủ đầu tư dự án cung cấp bất cứ thông tin chính thức bằng văn bản nào về các dự án. Các cơ quan có thẩm quyền và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng không thông tin gì đến người dân về kế hoạch triển khai phần dự án liên quan đến khu vực sinh sống của các hộ dân. Cái dự án treo thực với chị là chúng tôi không trong dự án. Cho nên chúng tôi không biết là đúng hay thật vì chúng tôi không được trông. Mà nói thì người ta bảo là đây dự án treo. Phường thì bây giờ người ta bảo là sửa chữa nhà, chứ còn thì cái xây nhà to thì không được. Thừa nhận cuộc sống của người dân nằm trong dự án treo này đang gặp rất nhiều khó khăn do nhà cửa xuống cấp, ông Nguyễn Đăng Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ cho biết, đơn vị này đã nhiều lần có văn bản báo cáo các cấp chính quyền nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân. Chính vì vậy cái dự án đó treo từ đó đến nay mà người dân rất là bức xúc. Chúng tôi đã có nhiều lần làm văn bản báo cáo với Ủy ban Nhân dân quận cũng như thành phố về việc có thực hiện cái dự án này không, và đã kiến nghị với các cấp là qua các cái hội nghị tiếp xúc cử tri với quận, với thành phố và đặc biệt với đại biểu quốc hội thì nhiều người dân ở khu vực này đã có cái ý kiến với các cơ quan và thẩm quyền, nhưng đến nay vẫn chưa có cái trả lời chính thức về việc có điều chỉnh cái quy hoạch cái cụm trường dạy nghề đấy đó không. Trong khi chờ đợi câu trả lời thỏa đáng về dự án treo đến bao giờ, thì hàng ngày người dân ở tổ dân phố Nhuệ Giang vẫn phải đối mặt với những nguy hiểm rình rập từ những căn nhà sập sệ xuống cấp như thế này.